Xin chào các em. Trong buổi học hôm trước, chúng ta đã nghiên cứu các cái vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến quan hệ hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Chúng ta đã tìm hiểu thế nào là hợp đồng có yếu tố nước ngoài, cũng như là cái cách thức để xác định cái yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng và ý nghĩa của cái việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái nội dung tiếp theo, đó là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các cái hiện tượng xung đột pháp luật có thể xảy ra đối với quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài là những hiện tượng nào, tức là xung đột pháp luật có thể xảy ra ở những vấn đề pháp lý nào, cũng như là cái cách thức để chúng ta đi vào giải quyết đối với các hiện tượng xung đột pháp luật đó. Thì trước hết chúng ta sẽ điểm qua một chút về những cái vấn đề lý luận về xung đột pháp luật. Các em đã nghiên cứu về xung đột pháp luật ở tư pháp quốc tế phần chung, chắc là các em vẫn còn nhớ cái khái niệm thế nào là xung đột pháp luật. Khi nói đến xung đột pháp luật, chúng ta hiểu đó là một cái hiện tượng xảy ra mà ở đó có thể xuất hiện hai hay nhiều hệ thống pháp luật với những cái quy định cụ thể khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh đối với một quan hệ cụ thể của tư pháp quốc tế. Tức là chúng ta có một cái quan hệ, chúng ta có một vấn đề pháp lý, nhưng có hai hoặc nhiều hệ thống pháp luật với những quy định cụ thể khác nhau có thể cùng được áp dụng. Luật của nước A có thể áp dụng theo cách khác, luật của nước B lại áp dụng theo một cách khác, dẫn đến các cái hệ quả pháp lý của các quá trình áp dụng này nó sẽ là khác nhau. Đấy, thì cái hiện tượng xung đột pháp luật có thể nói là một hiện tượng xảy ra rất phổ biến trong tư pháp quốc tế đối với các cái quan hệ có yếu tố nước ngoài. Thế thì vấn đề đặt ra, đối với cái quan hệ hợp đồng, đối với quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài mà chúng ta đã xác định, thì liệu nó có xảy ra xung đột pháp luật hay không? Và nếu có thì hiện tượng này nó sẽ xảy ra ở những nội dung cụ thể nào? Thì trước hết chúng ta phải khẳng định với nhau một điều là đối với một cái quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, thì thứ nhất nó là các cái quan hệ mang bản chất dân sự, nó có thể tạo ra khả năng áp dụng nhiều hệ thống pháp luật để điều chỉnh. Ví dụ một hợp đồng được ký kết giữa một bên chủ thể là mang quốc tịch Việt Nam và một bên chủ thể mang quốc tịch nước ngoài, thì với cái hợp đồng này khi xảy ra tranh chấp, có thể luật Việt Nam được áp dụng, có thể luật nước ngoài được áp dụng. Và như vậy chúng ta thấy là cái khả năng áp dụng nhiều hệ thống pháp luật đối với quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài là luôn luôn xảy ra. Tức là cái điều kiện thứ nhất hay là cái nguyên nhân thứ nhất để xảy ra xung đột pháp luật là nó thỏa mãn, nó xuất hiện. Một cái nguyên nhân thứ hai để xảy ra xung đột pháp luật đó là sự khác biệt trong các cái quy định cụ thể của các hệ thống pháp luật có khả năng áp dụng. Còn nhớ không ạ? Thế thì đối với quan hệ hợp đồng, liệu nó có sự khác biệt này không? Chúng ta biết là pháp luật hợp đồng nó là một cái lĩnh vực pháp luật rất quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự của mỗi quốc gia. Mà pháp luật dân sự của các quốc gia thì nó lại được xây dựng trên những cái nền tảng, các cái cơ sở về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, về tập quán là hoàn toàn khác nhau. Cho nên những cái quy định cụ thể trong pháp luật dân sự nói chung và trong cái lĩnh vực pháp luật về hợp đồng nói riêng cũng rất khác nhau. Và chính vì vậy nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật cùng có khả năng được áp dụng đối với một cái quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài nào đó. Và cái sự khác biệt này chúng ta sẽ đi vào mô tả cụ thể hơn khi chúng ta đi vào tìm hiểu đối với từng nhóm xung đột pháp luật cụ thể. Đấy, và như vậy thì chúng ta thấy điều kiện thứ nhất để xảy ra xung đột pháp luật và điều kiện thứ hai để xảy ra xung đột pháp luật nó đều xuất hiện và thỏa mãn. Cho nên chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng là trong quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, hiện tượng xung đột pháp luật chắc chắn nó sẽ xảy ra. Vấn đề còn lại là chúng ta xác định xem nó xảy ra ở những vấn đề gì. Để xác định các cái nhóm xung đột pháp luật cụ thể trong một quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài đó, chúng ta lại quay trở lại một cái vấn đề lý luận mà tôi đã trao đổi với các em trong buổi học hôm trước. Đó là khi mà chúng ta tiếp cận một quan hệ hợp đồng thì những vấn đề pháp lý nào được coi là cơ bản? Còn nhớ không? Đấy là câu chuyện ta ký hợp đồng với ai? Tức là yếu tố về chủ thể của hợp đồng. Đúng không ạ? Đấy là một trong những cái vấn đề rất quan trọng đầu tiên. Chúng ta quan tâm đầu tiên là ai là các bên của hợp đồng. Vấn đề thứ hai là hình thức của hợp đồng. Tức là cái sự thể hiện về mặt pháp lý và sự thể hiện về mặt thực tế của quan hệ hợp đồng. Vấn đề thứ ba là gì? Các bên có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhau? Tức là nội dung của hợp đồng. Nội dung của hợp đồng được thể hiện ở quyền và nghĩa vụ của các bên thông qua các cái cam kết, các cái thỏa thuận được thể hiện trong hợp đồng đó. Vấn đề thứ tư là gì? Hiệu lực của hợp đồng. Hiệu lực của hợp đồng phát sinh, chưa phát sinh, ở thời điểm nào, ràng buộc đối với các bên như thế nào? Đúng không ạ? Và một cái vấn đề quan trọng nữa, một cái vấn đề pháp lý quan trọng nữa của quan hệ hợp đồng đó là gì? Đó là trong trường hợp đối với các cái hợp đồng mà
giao kết theo cái hình thức giao kết vắng mặt, thì chúng ta còn sẽ phải quan tâm đến cái thời gian địa điểm ký kết hợp đồng. Và ngoài ra, đối với các hợp đồng mà có liên quan đến sự chuyển dịch tài sản hoặc hàng hóa, những cái hợp đồng mà có liên quan đến sự chuyển dịch tài sản hoặc hàng hóa, ví dụ như hợp đồng mua bán là một cái ví dụ rõ ràng nhất, thì với những cái hợp đồng này chúng ta còn sẽ phải quan tâm đến cái câu chuyện thời điểm chuyển quyền sở hữu và chuyển dịch rủi ro từ, đối với cái hàng hóa mua bán hoặc tài sản mua bán đó, từ bên bán sang cho bên mua. Bởi vì nó có cái sự chuyển dịch tài sản từ chủ thể A sang cho chủ thể B. Vậy thì cái ranh giới để xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu và chuyển dịch rủi ro là khi nào? Thì đó là những cái vấn đề pháp lý rất quan trọng mà chúng ta sẽ phải giải quyết khi mà chúng ta tiếp cận một cái quan hệ hợp đồng với nước ngoài. Và trên cái cơ sở đó thì khi mà chúng ta xác định các cái hiện tượng xung đột pháp luật xảy ra đối với quan hệ hợp đồng trong tư pháp quốc tế đó, thì chúng ta cũng sẽ xác định các cái hiện tượng xung đột pháp luật dựa vào những cái nội dung pháp lý quan trọng này. Hay nói cách khác, tương ứng với những cái vấn đề pháp lý mà tôi vừa đề cập, thì chúng ta sẽ có những cái nhóm xung đột pháp luật đối với cái quan hệ hợp đồng cụ thể. Và nhóm xung đột đầu tiên đó là xung đột pháp luật liên quan đến việc xác định tư cách chủ thể của các bên ký kết hợp đồng. Nhóm xung đột pháp luật thứ hai đó là xung đột pháp luật liên quan đến việc xác định tính hợp pháp về mặt hình thức của hợp đồng. Tại sao nó có xung đột thì tí nữa khi chúng ta đi vào tìm hiểu từng cái nhóm xung đột cụ thể và cũng như là cái cách thức giải quyết xung đột ấy, thì chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về cái nguyên nhân xảy ra xung đột này. Ở đây tôi lướt qua một lần để chúng ta nắm được tất cả các cái nhóm xung đột. Nhóm xung đột thứ ba, xung đột pháp luật liên quan đến việc xác định nội dung, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Nhóm xung đột thứ tư đó là xung đột pháp luật liên quan đến việc xác định thời điểm và địa điểm ký kết hợp đồng trong trường hợp hợp đồng được giao kết vắng mặt. Và đây cũng là cái câu chuyện liên quan đến cái việc xác định hiệu lực của hợp đồng đó. Và nhóm xung đột thứ năm đó là xung đột pháp luật liên quan đến việc xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu và chuyển dịch rủi ro đối với hàng hóa hoặc tài sản mua bán từ bên này sang bên kia, từ bên bán sang bên mua. Thì đó là năm nhóm xung đột pháp luật quan trọng đối với quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Và với các cái nhóm xung đột này, chúng ta sẽ có những cái cách thức giải quyết riêng. Vậy thì vấn đề tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đó là từng cái nhóm xung đột đó chúng ta làm sao để nhận diện được đó, làm sao để chúng ta xác định được cái nhóm xung đột này và cách thức giải quyết tương ứng đối với từng nhóm xung đột là gì. Chúng ta đi vào cái nội dung tiếp theo của bài học, đó là chúng ta đi vào tìm hiểu nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật đối với các cái nhóm xung đột xảy ra đối với quan hệ hợp đồng với nước ngoài. Và chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nhóm xung đột pháp luật đầu tiên, đó là xung đột pháp luật liên quan đến việc xác định tư cách chủ thể của các bên ký kết hợp đồng. Ở đây, điều đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu là tại sao có xung đột pháp luật ở đây. Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu cái cách thức giải quyết, thì chúng ta phải giải thích được, phải trả lời được câu hỏi tại sao có xung đột pháp luật ở đây. Đối với vấn đề xác định năng lực chủ thể của các bên ký kết hợp đồng, nó liên quan đến vấn đề gì? Cái năng lực chủ thể của các bên ký kết hợp đồng nó sẽ được quy định ở đâu? Trong pháp luật dân sự của các nước, mỗi quốc gia đều phải có những quy định rất rõ, rất cụ thể rằng là một cái cá thể, một cá nhân sẽ được coi là có đủ năng lực pháp luật theo các cái điều kiện như thế nào và có đủ năng lực hành vi tương ứng với những cái điều kiện như thế nào. Và mỗi một cái hệ thống pháp luật như vậy sẽ đặt ra một cái tiêu chí riêng để xác định cái năng lực chủ thể của cá nhân, đúng không ạ, của một cái chủ thể nào đó. Và rõ ràng là cái quy định của pháp luật của các nước khác nhau, nó sẽ là khác nhau. Ví dụ, có thể pháp luật của quốc gia A quy định cái độ tuổi được coi là năng lực hành vi dân sự đầy đủ là 16 tuổi. Nhưng cũng có thể có quốc gia nó quy định rằng độ tuổi để xác định năng lực hành vi dân sự đầy đủ là 18 tuổi. Hoặc cũng có trường hợp nó quy định rằng là độ tuổi xác định năng lực hành vi dân sự là 13 tuổi chẳng hạn. Thì trong những trường hợp như vậy, chúng ta thấy một cái chủ thể có thể khi mà xác lập hợp đồng, họ có thể có năng lực chủ thể đầy đủ theo pháp luật của nước A, nhưng lại không có năng lực chủ thể đầy đủ theo pháp luật nước B. Và như vậy thì rõ ràng cũng là quan hệ đấy, cũng xác lập bởi cái chủ thể đó, nhưng pháp luật nước này thì nó sẽ đánh giá một cách khác và pháp luật nước khác sẽ đánh giá theo một cách khác. Và đấy chính là xung đột pháp luật đó. Vậy thì vấn đề đặt ra là khi mà xảy ra xung đột pháp luật liên quan đến cái việc xác định tư cách chủ thể của hợp đồng như vậy, thì cái cách thức mà chúng ta xử lý là như thế nào? Một nguyên tắc giải quyết nói chung mà chúng ta đã nghiên cứu và thống nhất trong cái quá trình chúng ta, các em đã nghiên cứu các cái chương trước đó trong tư pháp quốc tế phần chung cũng như là trong phần riêng, thì chúng ta đã tiếp cận và đã biết được rằng là
để giải quyết xung đột pháp luật đối với một cái quan hệ nào đó thì đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng các điều ước quốc tế. Đúng không? Nguyên tắc chung là chúng ta vẫn phải vận dụng xem, chúng ta phải tìm hiểu xem các điều ước quốc tế quy định gì và chúng ta vận dụng nó vào trong các cái trường hợp cụ thể. Đúng không? Đó là trường hợp chúng ta có các điều ước quốc tế. Và trong trường hợp nếu như chúng ta đã áp dụng các cái quy định của điều ước quốc tế rồi mà các cái quy định của điều ước quốc tế nó không cụ thể, không chi tiết hoặc là không có những cái quy định tương ứng để chúng ta áp dụng thì lúc đó chúng ta sẽ áp dụng các quy định cụ thể của pháp luật trong nước để chúng ta xem xét các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật. Thì quay trở lại cái câu chuyện này, đối với cái quan hệ hợp đồng nói chung đó, như tôi đã giải thích và giới thiệu ban đầu, thì chúng ta có một số các cái điều ước quốc tế được quy định. Ví dụ như là chúng ta có các hiệp định tương trợ tư pháp, chúng ta có công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Thì nó có một cái thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận, đó là đối với các cái quy định trong các cái hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước ấy, thì những cái nguyên tắc pháp lý liên quan đến hợp đồng nó dừng lại ở những nguyên tắc rất cơ bản, rất chung. Cho nên là cái việc mà chúng ta áp dụng để chúng ta giải quyết những cái vấn đề cụ thể của quan hệ hợp đồng thì nó có thể là nó sẽ không đạt được cái kết quả như mong muốn. Cho nên cái việc chúng ta tham khảo các cái quy định của các hiệp định tương trợ tư pháp nó cũng chỉ dừng lại ở việc là giúp chúng ta xác định được các nguyên tắc thôi. Còn cụ thể khi áp dụng thì phần lớn chúng ta vẫn phải dựa vào các quy định của pháp luật quốc gia. Hoặc là cái trường hợp của công ước viên năm 1980, thì công ước viên năm 1980 nó là một cái điều ước quốc tế chuyên sâu về hợp đồng. Cho nên là bản thân cái công ước viên này nó chứa đựng các cái quy phạm pháp luật thực chất để điều chỉnh trực tiếp với hợp đồng vào hợp đồng luôn, chứ nó không chứa đựng các cái quy phạm pháp luật xung đột. Hầu như là nó không đề cập đến các cái nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật. Cho nên là xét ở góc độ áp dụng các điều ước quốc tế thì chúng ta thấy là cái việc áp dụng các điều ước quốc tế để giải quyết những cái vấn đề xung đột pháp luật xảy ra đối với các quan hệ hợp đồng với yếu tố nước ngoài đó là nó chỉ dừng lại ở cái chừng mức là các cái nguyên tắc rất cơ bản. Vì vậy cho nên ở những cái nội dung này, bắt đầu từ cái nội dung này đi vào thì tôi sẽ giải thích cho các em dựa trên các cơ sở của các quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam đối với vấn đề giải quyết xung đột pháp luật liên quan đến quan hệ hợp đồng. Và quay trở lại với cái nhóm xung đột pháp luật đầu tiên, đó là xung đột pháp luật liên quan đến việc xác định tư cách chủ thể của các bên ký kết hợp đồng. Thì để xác định cái tư cách chủ thể của các bên ký kết hợp đồng, trước hết chúng ta phải thống nhất với nhau rằng chủ thể ký kết hợp đồng là những bên nào và có thể là ai. Thì trong quy định của pháp luật Việt Nam, ở cái yếu tố nước ngoài mà chúng ta đã đề cập đó, một trong những cái yếu tố nước ngoài chúng ta sẽ dựa vào để xác định đó là yếu tố về mặt chủ thể. Và theo quy định của Điều 663 khoản 2 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì chúng ta thấy quan hệ hợp đồng được coi là có yếu tố nước ngoài nếu như có ít nhất một trong các bên tham gia, tức là một trong các bên chủ thể là cá nhân pháp nhân nước ngoài. Thì ở đây với cái quy định như thế này chúng ta thấy cái nhóm chủ thể là được xác định bao gồm chỉ có hai thôi, đó là cá nhân pháp nhân. Vậy theo các em có thiếu nhóm chủ thể nào không? Có ai có cảm thấy rằng là cái quy định như thế này nó có một cái khoảng trống nào đó mà các em cảm thấy băn khoăn không? Xin mời em. Dạ thưa thầy, cho em hỏi là vì theo em nhớ là chủ thể của tư pháp quốc tế là bao gồm có cá nhân, pháp nhân và quốc gia. Tại sao trong quy định nó chỉ quy định là cá nhân, pháp nhân mà không có chủ thể là quốc gia? Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Đây là một câu hỏi rất hay. Thực chất là trong cái quá trình mà tìm hiểu về tư pháp quốc tế đó thì bản thân chúng tôi cũng rất băn khoăn về cái quy định của luật. Tại sao các cái quy định của Bộ luật Dân sự chúng ta không bao gồm cái chủ thể là quốc gia, trong khi ở tư pháp quốc tế phần chung chúng ta xác định với nhau rằng chủ thể của tư pháp quốc tế có 3 nhóm, đó là cá nhân, người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài và quốc gia nước ngoài. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Chúng ta biết cái quy định của pháp luật Việt Nam là quy định dành riêng, đúng không ạ? Nó là quy định của nhà nước Việt Nam. Cái việc mà chúng ta lấy cái quy định của nhà nước Việt Nam, tức là pháp luật của riêng Việt Nam đó, mà chúng ta điều chỉnh cho một quốc gia nước ngoài, liệu nó có phù hợp hay không? Quay trở lại câu chuyện của nguyên tắc chung của luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Và các em cũng phải lưu ý một điều rằng, khi chúng ta nói quốc gia với tư cách là chủ thể của tư pháp quốc tế đó, chúng ta luôn luôn phải khẳng định rằng tư cách chủ thể này là tư cách chủ thể đặc biệt. Nó không phải là chủ thể phổ biến và thông thường. Cho nên vì cái tính chất đặc biệt đó, cho nên sự điều chỉnh về mặt pháp lý đối với cái chủ thể này nó cũng sẽ không giống với chủ thể thông thường. Và cái sự khác biệt đó nó sẽ thể hiện như thế nào, khi tôi sẽ phân tích sâu hơn khi mà chúng ta đi vào
tìm hiểu các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật để xác định tư cách chủ thể để giải quyết xung đột pháp luật. Đấy, và cái điều quan trọng là các em phải lưu ý là gì? Ở đây luật Việt Nam chúng ta chỉ có thể điều chỉnh được cá nhân pháp nhân thôi. Luật Việt Nam không đương nhiên điều chỉnh được chủ thể là quốc gia nước ngoài, mà nó sẽ có những nguyên tắc pháp lý khác. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em và hy vọng rằng là tôi có thể là giải tỏa được phần nào cái thắc mắc của em. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, sâu thêm sau khi chúng ta phân tích về cái nguyên tắc áp dụng pháp luật đối với các cái nhóm chủ thể tương ứng. Thì trước hết, khi nói đến chủ thể ký kết hợp đồng thì chúng ta phải xác định xem là nếu chủ thể là cá nhân thì cái chủ thể là cá nhân đó, chúng ta sẽ quan tâm đến cái năng lực chủ thể ở góc độ nào? Đó là năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Đúng không ạ? Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Thì để xác định một cái cá nhân nào đó có đủ tư cách chủ thể hay không, chúng ta phải xác định xem là năng lực pháp luật của họ nó có thỏa mãn hay không, năng lực hành vi của họ có đáp ứng hay không. Đúng không ạ? Và theo quy định tại điều 673 của Bộ luật dân sự năm 2015 ấy, thì để trả lời cho câu hỏi rằng là một cá nhân nước ngoài nào đó có năng lực pháp luật dân sự hay không, chúng ta áp dụng theo nguyên tắc gì? Luật quốc tịch. Bởi vì đây là một yếu tố nhân thân rất quan trọng. Vấn đề liên quan tới năng lực chủ thể đó là yếu tố nhân thân. Đúng không ạ? Và khi mà chúng ta xác định cái yếu tố nhân thân đó, để mà xem xét cái yếu tố nhân thân, thì một cái nguyên tắc rất áp dụng rất là phổ biến theo cái trường phái của các nước theo châu Âu lục địa, theo hệ thống pháp luật, theo truyền thống pháp luật châu Âu lục địa, và Việt Nam chúng ta cũng là thuộc nhóm này, thì thông thường là chúng ta dựa vào dấu hiệu quốc tịch để chúng ta xem xét. Cho nên để xác định năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài, chúng ta áp dụng theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Tức là khi mà một chủ thể nào đó ký kết hợp đồng thì cái câu hỏi rằng là họ có năng lực pháp luật dân sự hay không, chúng ta trả lời theo pháp luật của nước mà họ mang quốc tịch. Họ mang quốc tịch nước nào, áp dụng pháp luật nước đó. Đấy là cái nguyên tắc cơ bản được quy định tại điều 673 của Bộ luật dân sự năm 2015. Và trong trường hợp nếu như mà cái người đó đó mà xác lập cái quan hệ dân sự trên lãnh thổ Việt Nam thì đối với cái nguyên tắc đối xử như công dân, cho nên chúng ta tôn trọng và tuân thủ cái nguyên tắc đối xử như công dân, cho nên trong trường hợp đó thì pháp luật Việt Nam coi cái người nước ngoài đó như là công dân Việt Nam, và dĩ nhiên họ sẽ có năng lực pháp luật dân sự như là công dân Việt Nam. Khi mà họ xác lập các cái quan hệ ở Việt Nam thì chúng ta lưu ý rằng cái năng lực pháp luật dân sự nó sẽ không có sự khác biệt. Tức là pháp luật Việt Nam trao cho công dân Việt Nam những cái quyền như thế nào thì pháp luật Việt Nam cũng sẽ phải trao cho người nước ngoài những cái quyền như thế. Đấy là vấn đề xác định cái năng lực pháp luật dân sự. Bên cạnh năng lực pháp luật dân sự thì năng lực chủ thể của các bên ký kết hợp đồng đối với cá nhân đó, nó còn được thể hiện ở năng lực hành vi dân sự, và đây là cái yếu tố quan trọng. Thì để xác định năng lực hành vi dân sự, các em tham khảo quy định tại điều 674 Bộ luật dân sự năm 2015. Và theo đó, nguyên tắc cơ bản được áp dụng để xem xét năng lực hành vi dân sự của cá nhân người nước ngoài cũng là nguyên tắc luật quốc tịch. Ở đây chúng ta không nhắc lại câu nguyên tắc luật quốc tịch đấy. Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản thế này. Một người đến từ một quốc gia nào đó, mang quốc tịch của quốc gia nào đó, thì năng lực hành vi dân sự của họ sẽ do pháp luật của nước đó quy định. Đúng không ạ? Một cái chủ thể ký kết hợp đồng, ví dụ mang quốc tịch của Anh, khi mà họ xác lập một cái hợp đồng với một chủ thể Việt Nam, thì phía Việt Nam, luật Việt Nam quy định. Phía chủ thể mang quốc tịch Anh, pháp luật của Anh sẽ quy định. Đấy, cái câu hỏi rằng họ có đủ năng lực hành vi dân sự hay không, chúng ta sẽ phải trả lời dựa trên quy định cụ thể của pháp luật của cái quốc gia mà họ mang quốc tịch. Đấy là cái nguyên tắc cơ bản. Và cũng tương tự như với cái trường hợp năng lực pháp luật dân sự, thì đối với năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài đó, thì nó cũng sẽ được xác định tương ứng và ngang bằng như là công dân Việt Nam nếu như mà họ xác lập theo pháp luật Việt Nam và xác lập giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Đúng không ạ? Tức là trong trường hợp nếu mà họ xác lập một cái quan hệ nào đó và thực hiện nó trên lãnh thổ Việt Nam thì năng lực hành vi dân sự của họ sẽ được xác định theo pháp luật Việt Nam như là đối với công dân Việt Nam vậy. Thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta thấy là chủ thể ký kết hợp đồng là cá nhân. Thì cái việc mà chúng ta xác định nó dựa trên nguyên tắc rất cơ bản, dù là năng lực pháp luật dân sự hay là năng lực hành vi dân sự, thì chúng ta vẫn đều dựa trên nguyên tắc luật quốc tịch. Thế thì một cái vấn đề pháp lý đặt ra là khi chúng ta áp dụng nguyên tắc luật quốc tịch thì nó lại phát sinh những cái tình huống đặc biệt, đó là có thể người nước ngoài không có quốc tịch, hoặc là có thể người nước ngoài rơi vào tình huống là họ có đồng thời nhiều quốc tịch. Vậy thì khi mà xảy ra hai tình huống này thì chúng ta áp dụng pháp luật như thế nào? Bởi vì cái dấu hiệu cơ bản mà chúng ta dựa vào là dấu hiệu quốc tịch.
Vậy thì chúng ta buộc phải giải quyết cả hai trường hợp này. Thế thì nếu như một cái chủ thể ký kết một cái hợp đồng mà họ rơi vào cái tình huống đặc biệt, hoặc là không có quốc tịch, hoặc là có nhiều quốc tịch đồng thời, thì lúc đó cái nguyên tắc áp dụng pháp luật để xem xét năng lực chủ thể của họ sẽ dựa trên cái quy định tại điều 672 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Và ở điều 672 này nó quy định hai trường hợp đặc thù cho hai cái nhóm mà tôi vừa đề cập, đó là người không quốc tịch và người có nhiều quốc tịch. Và ngoài ra, điều 672 này nó còn quy định một cái trường hợp đặc biệt thứ ba mà tí nữa chúng ta sẽ nói tiếp. Thì đối với cái nhóm thứ nhất là người không quốc tịch, thì theo quy định tại điều 672 khoản 1, thì nếu như cái người nước ngoài ký kết hợp đồng ấy, chủ thể nước ngoài ký kết hợp đồng mà là không có quốc tịch, thì pháp luật áp dụng sẽ là pháp luật của nước nơi người đó cư trú. Tức là chúng ta lúc này chúng ta lấy dấu hiệu nơi cư trú để thay thế dấu hiệu quốc tịch để chúng ta xác định luật áp dụng cho họ. Tức là xác định năng lực chủ thể của họ, lúc này ta không có cơ sở để xác định theo luật quốc tịch, thì lúc đấy chúng ta sử dụng cái dấu hiệu thay thế là dấu hiệu nơi cư trú. Tuy nhiên, khi mà áp dụng theo nơi cư trú thì nó lại xảy ra vấn đề là trên thực tế có thể họ không có nơi cư trú. Ta không xác định được, không biết được họ cư trú ở đâu. Hoặc có thể họ đồng thời cư trú ở nhiều nơi. Bởi vì trên thực tế có những người do tính chất, do yêu cầu công việc, họ có thể có nhiều nơi cư trú và họ di chuyển theo những cái quy trình mỗi năm như vậy. Họ đến nước này, họ sống trong vài tháng, họ đến nước khác, họ sống trong vài tháng, và cái cuộc sống của họ lặp đi lặp lại theo cái chuỗi như thế. Cái việc xác định đâu là nơi cư trú nó sẽ rất khó khăn. Thế thì trong trường hợp mà hoặc là không xác định được nơi cư trú, hoặc họ không có nơi cư trú, hoặc là có nhiều nơi cư trú và không có cái nào là nơi chính cả. Thế thì lúc này chúng ta áp dụng pháp luật như thế nào đây? Bởi vì lúc này ngay cả cái dấu hiệu nơi cư trú cũng không rõ ràng. Thế thì theo quy định tại khoản 1 điều 672 Bộ Luật Dân sự năm 2015, với tình huống đặc biệt đó, nguyên tắc áp dụng pháp luật là gì? Chúng ta dựa vào pháp luật của nước nơi người đó có mối liên hệ gắn bó nhất. Tức là lúc này dấu hiệu quốc tịch chúng ta bỏ qua một bên, không xài được rồi. Dấu hiệu nơi cư trú không rõ ràng hoặc không xác định được, chúng ta cũng bỏ qua một bên. Và buộc chúng ta phải dùng cái dấu hiệu thay thế thứ ba, cái dấu hiệu khác, đó là dấu hiệu về mối liên hệ gắn bó. Hình dung được không ạ? Và cái mối liên hệ gắn bó này nó thường nó sẽ được thể hiện ở cái quan hệ nhân thân và cái quan hệ tài sản giữa cái cá nhân người, cái người nước ngoài mà chúng ta đang xem xét với những cái quốc gia liên quan. Ví dụ ở cái nơi nào mà họ có cái mối liên hệ gắn bó về nhân thân, về tài sản nhiều nhất, thì chúng ta coi đó là cái quốc gia có mối liên hệ gắn bó nhất với họ, và chúng ta áp dụng pháp luật của nước đó để xem xét năng lực chủ thể của họ. Đó là cái nguyên tắc áp dụng pháp luật để xem xét đánh giá năng lực hành vi, năng lực chủ thể của cá nhân người nước ngoài khi họ ký kết các hợp đồng. Đấy là trường hợp người không quốc tịch nha, rơi vào trường hợp đặc biệt người không quốc tịch. Cái trường hợp đặc biệt thứ hai là người có nhiều quốc tịch. Thì với trường hợp người có nhiều quốc tịch á, mà trong đó không có quốc tịch Việt Nam nhá. Chúng ta đang xem xét theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu như người nước ngoài có nhiều quốc tịch mà không có quốc tịch Việt Nam, thì nguyên tắc áp dụng pháp luật để đánh giá năng lực chủ thể của họ là chúng ta dựa vào pháp luật của nước nơi người đó có quốc tịch đồng thời cư trú tại thời điểm xác lập quan hệ. Tức là gì? Lúc này dấu hiệu quốc tịch chúng ta xác định được không? Được. Chẳng qua là nó nhiều quốc tịch thôi, đúng không ạ? Chẳng qua là họ có nhiều quốc tịch, nhưng mà dấu hiệu quốc tịch chúng ta xác định được. Nhưng mà vì có nhiều quốc tịch như vậy thì rõ ràng là cái dẫn đến cái câu chuyện là cái dấu hiệu quốc tịch nó mơ hồ, nó không rõ ràng. Thế thì khi đó ta sử dụng dấu hiệu nơi cư trú, ta bổ sung cho dấu hiệu quốc tịch để làm cơ sở để áp dụng pháp luật. Các em hiểu không ạ? Tức là dấu hiệu quốc tịch vẫn là dấu hiệu chính. Và ngoài cái dấu hiệu quốc tịch đó, kèm theo dấu hiệu quốc tịch đó thì cái dấu hiệu nơi cư trú nó giúp chúng ta xác định cụ thể hơn cái hệ thống pháp luật. Rõ chưa? Đấy, đó là một cái nguyên tắc để chúng ta giải quyết đối với trường hợp người có nhiều quốc tịch. Nhưng mà trên thực tế thì nó lại rơi vào cái tình huống giống như người không quốc tịch. Bây giờ họ có nhiều quốc tịch và đồng thời họ có nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú. Vậy thì cái yếu tố bổ sung ấy, cái dấu hiệu bổ sung là dấu hiệu nơi cư trú, bản thân nó cũng không rõ ràng luôn. Vậy thì chúng ta áp dụng pháp luật như thế nào? Khi mà họ có nhiều quốc tịch, tức là dấu hiệu quốc tịch không rõ ràng. Bây giờ họ có nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú, dấu hiệu nơi cư trú cũng không rõ ràng. Như vậy thì lúc này chúng ta áp dụng theo pháp luật nào? Chúng ta vẫn dựa trên dấu hiệu quốc tịch của họ và cái dấu hiệu bổ sung, thay vì là nơi cư trú, bây giờ chúng ta không xài nơi cư trú mà chúng ta dùng cái dấu hiệu về mối liên hệ gắn bó nhất để bổ sung cho dấu hiệu quốc tịch. Hiểu không ạ?
đấy là một cái cách thức để chúng ta xử lý đối với những cái tình huống đặc biệt. Như vậy là đối với người có nhiều quốc tịch thì tôi nhắc lại, nguyên tắc áp dụng là gì? Luật của nước nơi mà họ mang quốc tịch và đồng thời cư trú sẽ là cái nguyên tắc đầu tiên để xác định năng lực chủ thể của họ. Trong trường hợp nếu không xác định được cái dấu hiệu nơi cư trú đó vì họ không có nơi cư trú hoặc có nhiều nơi cư trú đồng thời, thì luật áp dụng để xem xét năng lực chủ thể là luật của nước nơi họ mang quốc tịch, vẫn dựa trên dấu hiệu quốc tịch nhé, và có mối liên hệ gắn bó nhất. Đấy là cái trường hợp đặc biệt thứ hai. Thế thì cũng từ cái trường hợp đặc biệt thứ hai này, nó lại phát sinh một cái trường hợp khác, đó là nó sẽ có tình huống một người có nhiều quốc tịch và trong đó có quốc tịch Việt Nam. Thì nguyên tắc áp dụng pháp luật sẽ là thế nào? Thì đối với trường hợp này dễ lắm. Nó được quy định tại điều 672 khoảng 3 đó của Bộ luật Dân sự năm 2015 đó. Đối với trường hợp này thì dễ lắm. Bởi vì một người mà có nhiều quốc tịch đến đâu đi chăng nữa, nhưng trong đó có một quốc tịch Việt Nam, thì tất cả những quốc tịch khác chúng ta sẽ không quan tâm. Vì họ có quốc tịch Việt Nam thì như tôi đã nói ban đầu đó, đương nhiên họ là công dân Việt Nam rồi. Và họ là công dân Việt Nam thì luật áp dụng để xác định năng lực chủ thể của họ phải là luật Việt Nam. Không có lựa chọn nào khác. Các bạn hiểu được không ạ? Đấy, thì đó là một cái trường hợp được quy định bổ sung thêm trong cái quy định tại điều 762 khoảng 3 của Bộ luật Dân sự năm 2015, và đây là một cái sự khác biệt so với cái quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005. Trước đây chúng ta chỉ quy định cái trường hợp không quốc tịch và có nhiều quốc tịch nói chung thôi. Còn ở bộ luật mới này thì chúng ta bổ sung thêm cái trường hợp là đối với trường hợp có nhiều quốc tịch mà trong đó có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Đấy, thì cái cách thức áp dụng dĩ nhiên họ là công dân Việt Nam, thực chất không quy định ở đây thì cái việc áp dụng pháp luật nó vẫn diễn ra như vậy. Các em hiểu không ạ? Cho dù là bộ luật dân sự không quy định ở cái điều này đi chăng nữa thì cái nguyên tắc áp dụng pháp luật để xác định năng lực chủ thể với công dân Việt Nam nó vẫn là pháp luật Việt Nam. Đó là nguyên tắc đương nhiên và thông thường và bắt buộc. Đó ạ. Đấy, thì đó là một số những cái trường hợp mà chúng ta xác định cái nguyên tắc áp dụng pháp luật để xem xét cái năng lực chủ thể của bên ký kết hợp đồng là cá nhân. Như vậy thì trong cái tiết học hôm nay thì tôi đã giải thích cho các em thế nào là hiện tượng xung đột pháp luật và các cái trường hợp xảy ra xung đột pháp luật trong quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Và chúng ta đã đi vào tìm hiểu một phần cái nguyên tắc áp dụng pháp luật để giải quyết đối với hiện tượng xung đột pháp luật xảy ra trong trường hợp là xem xét cái tư cách chủ thể của các bên ký kết hợp đồng mà cụ thể là cá nhân người nước ngoài. Những nội dung tiếp theo của cái phần này chúng ta sẽ nghiên cứu ở bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các em.